Ok, xin kính chào quý vị. Quý vị đợi tôi tí xíu nha, tôi set up cái system. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nha. Tôi đang set up cái này để mình livestream trên. Quý vị cho tôi một vài phút nha. Rồi, chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Cho tôi một vài phút nữa, tôi đang set up cái system và chúng ta sẽ bắt đầu nha. Ok, gần xong rồi quý vị. Alright, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình livestream Ask Dr. Win Anything. Quý vị có thể hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào về y khoa, về giáo dục, và quý vị đã email tới trang địa chỉ là askdrwin@vietmd.net. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu nha. Kính chào quý vị đến với một Ask Dr. Win, hỏi bác sĩ Win thường kỳ. Và chương trình này tôi hiện nay đang thử nghiệm làm mỗi ngày đầu tiên và giữa tháng, tùy vào cái lượng câu hỏi của quý vị. Hiện nay thì tôi chọn là ngày 1 và ngày 15 hàng tháng. Hôm nay ngày 2, tại vì hôm qua ngày 1 là ngày tôi nghỉ lễ. Tôi là bác sĩ Win Huỳnh Cần, đến từ trung tâm y khoa Win Medical Center và tổ chức y khoa vì lợi nhuận VietMD.net tại Los Angeles, Hoa Kỳ. Tôi là bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp và da liễu, hiện đang hành nghề và giảng dạy y khoa. Trong các câu trả lời của mình, tôi cố gắng cập nhật các nghiên cứu và các chứng cứ y khoa mới nhất để phục vụ cho quý vị. Xin quý vị lưu ý là các câu trả lời của tôi về sức khỏe hoàn toàn mang tính tham khảo, không có mối quan hệ bác sĩ với bệnh nhân thông qua các câu hỏi và câu trả lời này. Quý vị nên gặp trực tiếp bác sĩ của mình để có câu trả lời tốt nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình hỏi và trả lời với bác sĩ Win. Đầu tiên tôi muốn chia sẻ với quý vị là tôi rất cảm động, có những câu hỏi rất là thú vị, và tôi nhận được thư tay gửi về văn phòng của tôi. Và đây tôi rất là muốn trả lời thư tay. Đầu tiên nhất, con xin cảm ơn bác. Tôi không nói tên ở đây, nhưng mà bác là từ bang Colorado. Bác này đã viết thư tay rất là cảm động và hỏi tôi. Tôi xin phép được không có thông tin về cá nhân về bác. Bác này là cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Bác đã đi cải tạo ở tù 12 năm. Và chào bác. Con xin rất, con rất là vui khi mà đọc thư của bác, thực sự rất là cảm động. Thưa bác sĩ Trần, không dám dài dòng, số là tôi mắc bệnh cao từ lâu, có lẽ là do hậu quả của những năm tháng tù đài, và giờ đây tôi phải chấp nhận về hưu và rơi vào bệnh viêm tĩnh mạch, varicose vein, cộng với máu đóng cục ở động mạch, deep vein thrombosis. Và để chữa trị, tôi phải dùng thuốc. Ở gout thì dùng allopurinol 300mg cộng với lại prednisone, đây là hai cái loại thuốc thông dụng để chữa bệnh gout.
Bệnh giãn tĩnh mạch, nó là giãn tĩnh mạch chứ không phải là viêm tĩnh mạch nha bác. Varicose vein thì đã được phẫu thuật và bây giờ không sưng nữa. Và sau đó thì deep vein thrombosis là bị cục máu đông ở chân trái, thì hiện tại là tôi đang dùng Coumadin hay là Warfarin, đây là các thuốc giảm làm loãng máu. Thỉnh thoảng phải thử INR để xem có đúng vào cái mức độ loãng máu hay không. Tôi rất lo sợ hậu quả side effects đến gan, đến thận vì việc dùng thuốc quá lâu. Nay mà mỗi kính xin bác sĩ cho tôi vài lời chỉ dẫn là tôi phải ăn uống như thế nào để trị các bệnh nói trên. Tôi đang phân vân vì bệnh gút, bệnh gout thì phải kiêng thịt và ăn rau. Nhưng bệnh DVT đông máu thì không được ăn bất cứ rau xanh nào có nhiều K. Hiện nay là vitamin K. Hiện nay tôi được bác sĩ điều trị khuyên hạn chế dùng cell phone vì thời chiến tranh tôi thường bị hay nhức đầu. Vâng, cảm ơn bác. Con sẽ trả lời câu hỏi của bác là các hậu quả side effect của những thuốc này. Allopurinol là một trong những thuốc trị gout thông dụng nhất tại Hoa Kỳ. Một trong những lý do mà chúng ta lo ảnh hưởng tới thận tại vì thuốc này bài tiết qua đường thận. Thì hồi xưa chúng ta hay ngại là dùng allopurinol liều cao có thể ảnh hưởng tới thận, khiến cho những người bị bệnh thận kỳ cuối họ còn khó chịu hơn nữa. Nhưng mà có những nghiên cứu gần đây cho thấy rằng allopurinol thực sự không có nguy hiểm tới mức đó nếu như bệnh nhân bị bệnh thận kỳ cuối hoặc là bệnh yếu hư thận chăng nữa thì vẫn có thể dùng với sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, chẳng hạn như bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp. Như vậy thì bác không cần phải lo ha, bác chỉ việc nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa của bác thì có thể dùng thuốc này ở liều thấp hơn nếu như bác bị thận và tùy vào cái độ hư thận hay độ yếu thận của mình. Trường hợp thứ hai là khi mà chúng ta bị cục máu đông chúng ta uống Coumadin, thì đây là một trong những cái loại thuốc mà làm cho máu chúng ta loãng ra. Tuy nhiên đây là một trong những loại thuốc mà tương tác với vitamin K chữ K quý vị, có nhiều trong cải xanh, hay là chúng ta ăn nhiều hơn, chúng ta ăn ít hơn cũng có thể làm ảnh hưởng tới cái số INR, là cái số chỉ số đo loãng máu của chúng ta. Trong trường hợp này thì con trả lời như thế này, bác nếu bác đang ăn rau hồi xưa giờ thì bác cứ ăn giống như vậy. Cái câu trả lời của con dành cho những người mà uống Coumadin mà họ lo về bệnh khi mà họ ăn thêm rau cải thì họ ăn như thế nào? Thì họ tiếp tục như vậy. Miễn là chúng ta đừng có thay đổi nhiều quá. Tại vì khi chúng ta thay đổi nhiều rau hoặc là ít rau thì sẽ bị ảnh hưởng tới thuốc. Và cái thứ hai là khi mà chúng ta uống Coumadin, khi mà chúng ta ăn rau xanh thì chúng ta ăn từ từ. Có nghĩa là hồi xưa giờ không có ăn thì mỗi lần ăn thêm chút chút chút. Có nghĩa là cái độ thay đổi về rau xanh nó không có quá đột ngột, nó không có quá lên, cũng không có quá xuống thì nó sẽ không ảnh hưởng tới Coumadin nhiều. Và cuối cùng là bác nhớ đi khám bệnh với bác sĩ của bác nha, tại bác sĩ sẽ trả lời những câu hỏi này của bác rất là rõ ràng. Dạ con rất cảm ơn bác viết thư tay, bức thư rất là cảm động và con rất là, nói chung là rất là vui khi nhận được thư tay của bác. Quý vị có thể gửi thư tay cho tôi cũng được và tôi cũng rất là vui nếu mà tôi được phép hoặc là được quý vị trả lời gửi thư tay. Ok, bây giờ tới cái mục là chúng ta sẽ về Ask Dr. Win email. Tôi rất là ngạc nhiên tôi nhận được 25 email trong vòng chỉ có vài hôm thôi. Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu bằng email của bác Lộc Võ. Bác hỏi giờ phát sóng về sức khỏe. Theo chương trình đó thì hiện nay tôi nói chuyện và con nói chuyện ở trên đài truyền hình Phúc Vô Sa TV thì họ sẽ phát sóng vào ngày 1 và ngày 15 của mỗi tháng trên kênh YouTube của họ. Ngoài ra có một số đài truyền hình địa phương ở đây thì con không biết cái giờ chính xác tại vì nhiều khi họ lấy thông tin đó lại, thường là 11 giờ hay 12 giờ. Nhưng tốt nhất quý vị có thể coi thông tin sức khỏe của con nói trên YouTube tại vì nó dễ nhất và nó không có, nó luôn luôn ở đó, bác không có cần phải đi đâu hết. Rồi con cảm ơn bác Lộc nha. Câu hỏi thứ hai là xin của bạn Liên Nguyễn xin lời khuyên về survival job for IMGs. Kính gửi bác sĩ Win Tran, trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Dr. Win đã dành thời gian cung cấp thông tin giúp mọi người. Em là bác sĩ mới tốt nghiệp tại Việt Nam.
Vì em không đủ chi phí để học hoặc chuyển đổi bằng ngay, nên em dự định sẽ thi các ngành liên quan như Occupational Physiotherapist, Clinical Assistant. Như vậy bạn này mới từ Việt Nam qua Mỹ, mới tốt nghiệp bác sĩ, bây giờ đang hỏi câu hỏi về nên xin cái job nào. Tuy nhiên em không biết liệu các cơ sở y tế bên Mỹ có sẵn lòng tuyển dụng ngay một Registered Clinical Assistant lại được đào tạo ở Việt Nam như vậy không? Em đã xem nhiều clip trên việc em đi nhưng chưa nghe được thông tin này. Đầu tiên là xin trả lời tới bạn Liên Nguyễn là welcome, bạn đến Hoa Kỳ. Đây là một đất nước mà đa chủng tộc, thành ra cái quan trọng nhất mà tôi muốn khuyên các bạn là bác sĩ, dược sĩ hay bất cứ chuyên khoa nào hay ngành nào tại Việt Nam qua Mỹ là cái nước Mỹ cần là cái tài của các bạn. Thành ra cái tài này thể hiện qua hai thứ. Thứ nhất là phải giỏi tiếng Anh. Thứ hai là giỏi cái kỹ năng mình đã học từ Việt Nam hay là từ cái gì đó. Trong trường hợp của bạn, có vẻ như bạn đã tốt nghiệp y khoa từ Việt Nam, có nghĩa là bạn biết chút xíu về lâm sàng, có nghĩa là biết về những cái kỹ năng hỏi bệnh. Thì tôi nghĩ là vừa biết tiếng Anh, vừa biết tiếng Việt thì khả năng xin vô làm Medical Assistant tại các phòng khám, đặc biệt là phòng khám mà có nhiều bệnh nhân Việt tại Mỹ như California là rất là tốt. Nếu không, bạn có thể xin làm trợ lý, ví dụ như là trợ lý cho bác sĩ tại những phòng khám của Mỹ cũng được. Cái quan trọng nhất là bạn cần phải giỏi tiếng Anh, tại vì cái tiếng Anh, nhất là tiếng Anh chuyên ngành, là một trong những cái điểm đầu tiên để bạn có thể xin được job tại Mỹ. Khi mà bạn làm Medical Assistant hay là Clinical Assistant rồi, thì làm một thời gian bạn có thể học lên, học thành điều dưỡng, học thành, thậm chí có thể học thành bác sĩ ở bất kỳ cái job nào. Nhưng mà lời khuyên của tôi là học tiếng Anh và xin việc, và bạn sẽ có cơ hội làm việc. Cái quan trọng nhất đừng có ngại, những cái gì mà bạn học tại Việt Nam, nhất là về lâm sàng, sẽ giúp cho bạn khá nhiều khi bạn xin job ở bên Mỹ này. Rồi chúc bạn thành công nha. Câu hỏi của bạn Phương Nguyễn. Hai bác sĩ Huỳnh, bác sĩ có khỏe không ạ? À? Vâng, tôi khỏe, cảm ơn bạn. Em là Phương. Có nhiều câu hỏi muốn hỏi bác sĩ, nhưng để hỏi mỗi người một câu. Em muốn hỏi bác sĩ về mụn, em không bị nhiều lắm nhưng trên mặt có mụn thấy khó chịu ghê. Cho em hỏi là có bảo hiểm Blue Shield thì có được cover không ạ? À? Rồi, trước mắt là tôi không có nói hết tên đầy đủ cũng giống như ngày tháng, tại vì tôi muốn bảo mật thông tin của mọi người, tôi chỉ nói tên hoặc là họ thôi. Như vậy quý vị nào thấy tên họ thì quý vị biết quý vị đã được trả lời. Câu trả lời ngắn gọn là tại phòng khám của tôi Blue Cross Blue Shield tôi cover, và tôi sẽ welcome bạn nếu mà đến phòng khám của tôi. Alright, bạn Phương, cũng là Phương luôn, tôi không nói đầy đủ tên họ, hỏi về quy trình khám bệnh ở Mỹ. Chào anh Win, em hiện đang là sinh viên ngành dược tại Việt Nam. Win, đợi tôi tí, tôi đang trả lời cái câu hỏi này. Chào anh Win, em đang là sinh viên ngành dược tại Việt Nam. Em biết đến các anh chị qua các bậc bác sĩ đàn anh. Em được một số người bạn sống bên Mỹ bảo bên Mỹ quy trình khám tư rất khó khăn. Muốn gặp bác sĩ phải đặt lịch hẹn rất lâu, có thể lên đến vài tháng. Nếu lịch hẹn đã lên mà hôm đó người bệnh không đến được, coi như phải đợi thêm một thời gian khá dài. Trong khi đó bệnh nhân có thể rất đau. Bên cạnh đó muốn gặp bác sĩ chuyên khoa thì phải có giấy xác nhận của bác sĩ gia đình. Anh có thể giải đáp cho em thông tin trên có đúng hay không? Và nếu đúng có thể cho em biết một cách khái quát quy tắc quy trình khám bệnh ở Mỹ ạ. Xin chào bạn, tôi trả lời đây là một trong những câu hỏi rất là dài và rất là phức tạp, tại vì quy trình khám bệnh này nó tùy thuộc vào một cái thôi, đó là bảo hiểm của bạn. Ví dụ như là bạn là công dân Mỹ có Medicare thì bảo khám rất là dễ dàng, có thể khám trong ngày luôn. Thành ra cái câu hỏi đầu tiên của tôi hỏi lại là bảo hiểm gì? Tại vì bảo hiểm liên bang, bảo hiểm tiểu bang, Obamacare hay là commercial, nó nhiều thứ nó khác nhau.
Thì có hai cái mô hình chính, là một trong những cái mô hình mà thông dụng nhất tại Mỹ là một gọi là fee for service, hay là mình đi khám bệnh mình trả tiền, hoặc là mình mua bảo hiểm mình khám bệnh cho trả tiền. Cái thứ hai là mình vô một cái dịch vụ, một vô nhóm. Thì cái thứ hai là cho dù mình có bệnh hay không thì mỗi tháng bảo hiểm của mình vẫn trả tiền cho bác sĩ, và mình đi khám bao nhiêu lần cũng được. Có một số bác sĩ chuyên khoa thì đúng là khi mà chúng ta gửi đi, chúng ta gặp rất là nhiều thời gian, mất rất là nhiều thời gian để gặp. Nhưng mà nếu mà quý vị có bảo hiểm dạng như là PPO chẳng hạn, là Fee for Provider Organization, quý vị có thể đi bất kỳ bác sĩ chuyên khoa nào quý vị muốn và không có cần thiết phải có bác sĩ gia đình giới thiệu. Như vậy câu trả lời ngắn gọn nhất là tùy bảo hiểm, tại vì có những bảo hiểm bắt buộc mình phải nằm trong HMO, là mình phải gặp có bác sĩ gia đình. Rồi bác sĩ gia đình của mình giới thiệu mình đi, mình mới được đi khám bệnh. Còn nếu như bảo hiểm của mình ok, mình tốt thì mình có thể đi bất kỳ ai. Mình không cần thiết phải đợi hay gì hết bạn ha. Thành ra câu trả lời này nó rất là chung chung, có nghĩa là có những trường hợp mấy tháng, có những trường hợp chỉ có một vài giờ thôi. Ok, rồi bây giờ tới cái phần thứ câu hỏi kế tiếp. Jay, bạn tên là Jay. I have a couple of questions for you before I choose to make an appointment. My first question is if you guys treat acne scar and typical how many sections it will take. Tôi dịch vào tiếng Việt, tại vì phần lớn quý vị nào ở đây đều là người Việt Nam hết. Tôi xin hỏi bác sĩ Vinh là khi mà chúng ta chữa thẹo cho mụn thì chúng ta sẽ dùng bao nhiêu cái buổi để chữa? Và thông dụng cách, câu hỏi thứ hai là nếu mà chữa bệnh như vậy thì trả bằng cách nào nếu bảo hiểm không trả? Một câu trả lời cho chữa mụn, sẵn đây có một bạn khác cũng hỏi là cái quy trình chữa sẹo lồi như thế nào. Như vậy tôi gom cả hai cái lại để trả lời. Thông thường chữa mụn, một trong những biện pháp thông dụng nhất mà quý vị chắc là tự chữa ở nhà rồi là dùng thuốc xức lên trên mặt, đúng không nào? Khi mà chúng ta dùng thuốc xức lên trên mặt và chúng ta vẫn không thể đỡ hơn, hoặc là nó càng ngày nó càng tệ hơn, thì trong trường hợp đó chúng ta mới đi khám bác sĩ. Khi mà chúng ta khám bác sĩ thì thường là mụn đã nặng hơn, hoặc là nó có những cái biến chứng, hoặc là bị nhiễm trùng, hoặc là những thứ khác. Thành ra trong trường hợp đó là quý vị dùng thuốc trước, và nếu không được thì chúng ta dùng laser hay là dùng những cái biện pháp khác. Thì có một số bảo hiểm họ sẽ trả laser, nhưng mà phần lớn họ sẽ không trả. Cái quan trọng nhất của laser hay là những cái trị liệu khác là chúng ta tái tạo lại cái làn da mới bằng cách một là kích thích bằng nhiệt gây tổn thương tới cái collagen, thứ hai là kích thích bằng cách chúng ta trực tiếp dùng những cái kim hay còn gọi là lăng kim. Thì đây là những cách mà khi mà xâm lấn vào làm cho cái lớp collagen hay là những cái lớp mà dưới cái lớp trung bì của chúng ta nó bị tổn thương, và lúc đó da nó tái tạo một cái lớp mới. Và giống như là chúng ta phá một bức tường mà nó xây nó bị sai, chúng ta xây một bức tường mới. Thì đó là cái quy trình ngắn gọn là như vậy. Dĩ nhiên nó sẽ tùy vào nhiều bước, ví dụ như khi mà chúng ta chữa mụn chúng ta phải biết mụn là như thế nào, và chúng ta phải dùng loại nếu mà dùng laser thì laser gì, và bao nhiêu buổi, tùy thuộc vào nó bị thẹo lâu chưa, sẽ thẹo như thế nào. Nó tóm lại là ở câu trả lời này quý vị nên đi gặp bác sĩ chuyên khoa để hỏi, tại vì tùy vào cơ địa của mỗi người và tùy vào cái chẩn đoán của mọi người, thành ra chúng ta sẽ có một cái câu trả lời nó khác nhau. Yeah. Ok, cách thứ hai, cái câu trả lời thứ hai là cái out pocket. Phần lớn một số cái thủ thuật ở bên Mỹ này, nếu mà liên quan tới gọi là cosmetic, là về làm đẹp thì họ sẽ không có trả tiền. Và chữa thẹo cho acne trong một số trường hợp được xem là làm đẹp. Alright, bây giờ câu hỏi kế tiếp nên là giáo dục y khoa tại Mỹ cũng là của bạn Phương luôn, mà tôi không nói cái họ ở đây nha. Xin chào bác sĩ, em là sinh viên năm nhất của một trường đại học tại Việt Nam. Em có dự định muốn du học ngành y. Có một số câu hỏi em muốn được bác sĩ giúp đỡ ạ. Em có đọc là muốn học đại học bên Mỹ thì cần tốt nghiệp một đại học trước đó. Thông tin có chính xác không ạ? Một số trường đại học y bên Mỹ có chất lượng giáo dục tốt, học phí vừa phải là gì ạ?
điều kiện để xin vào đại học y bên Mỹ học phí trung bình khoảng bao nhiêu? À, xin chào Phương. Tất cả những chương trình y khoa bên Mỹ phải cần tốt nghiệp ít nhất một bằng đại học. À, thông thường là sinh viên chọn những ngành ví dụ như y sinh học, y sinh hóa hoặc là sinh học. Thì câu hỏi thứ hai là một số trường học bên Mỹ có chất lượng giáo dục tốt y khoa. Thì tôi xin trả lời ngắn gọn là tất cả những trường y khoa bên Mỹ đều phải nằm trong cái hệ thống kiểm soát. Nó gọi là LCME. Thì đây là một cái hiệp hội những cái trường y khoa Hoa Kỳ được lập ra để bảo đảm là tất cả những trường y khoa của Mỹ và Canada đều có chất lượng giáo dục tương thích. Và mỗi một vài năm thì cái tổ chức này, cái LCME này đi vòng vòng và kiểm định từng trường và cấp lên cái giấy chứng nhận là họ được kiểm định trong 5 năm, 10 năm hay 3 năm. Thì chính vì cái quy trình kiểm định rất là nghiêm ngặt đó, thành ra bất kỳ cái trường y nào tại Mỹ, trên đất Mỹ hoặc Canada, họ đều có những tiêu chuẩn phù hợp trước khi được dạy y khoa. Thành ra bất kỳ trường y khoa nào tại Mỹ đều được xem là có chất lượng giáo dục tốt cả. Học phí y khoa tại Mỹ là một chủ đề rất là thú vị, tại vì hiện nay học y càng ngày càng mắc. Đặc biệt là nếu quý vị nào có con em học ngành y chương trình DO, Doctor of Osteopathy, so với chương trình MD là Doctor of Medicine, thì DO thường là học phí mắc hơn. Hoặc là trường tư, mặc dù là MD nhưng cũng rất là mắc. Quý vị phải nhớ là trường công và trường tư, trường công thì rẻ hơn, đặc biệt là dành cho công dân của Mỹ hoặc là trong tiểu bang của mình. Như vậy, nếu mà quý vị muốn du học ngành y tại Mỹ mà có con em muốn du học thì có hai thứ phải chuẩn bị. Thứ nhất là con em phải chuẩn bị học rất là giỏi. Thứ hai là quý vị phải chuẩn bị tiền. Tại vì học phí trường y tại Mỹ rất là mắc, trung bình là khoảng chừng, tính hết luôn khoảng chừng 70 cho tới 75 ngàn một năm. Về 4 năm là ít nhất là khoảng chừng, quý vị thấy đức là 300 ngàn. Cộng thêm học phí đại học nữa. Như vậy là chi phí học y khoa tại Mỹ ít nhất là khoảng chừng 400-500 ngàn. Điều kiện để xin vào đại học y bên Mỹ, như tôi nói, cái đầu tiên nhất là bạn phải tốt nghiệp đại học y khoa, phải tốt nghiệp một trường đại học tại Mỹ. Và thường là bạn phải tốt nghiệp xuất sắc, tốt nghiệp giỏi, điểm GPA phải rất là cao. Thứ hai, bạn phải thi MCAT, Medical College Admission Test, điểm rất là cao. Thứ ba, bạn phải viết một bài luận tốt để nộp đơn. Thứ tư, bạn phải có kinh nghiệm đi làm thiện nguyện, kinh nghiệm xin đi làm lâm sàng hoặc là đi theo bác sĩ. Và thứ năm, nếu mà tốt thì bạn tham gia nghiên cứu hay là một cái gì đó chứng minh cho bạn cái khả năng học hỏi và tìm hiểu. Và nếu mà bạn đủ những tiêu chuẩn này rồi, bạn phải được phỏng vấn đậu, có nghĩa là đến trường y phỏng vấn. Và nếu như mà phỏng vấn đậu rồi thì chúng ta sẽ được vào chương trình y khoa. Như vậy cảm ơn bạn nha. Đây là những thông tin rất là cơ bản. Bạn có thể theo dõi cái blog của tôi thì bạn sẽ thấy cụ thể hơn là học như thế nào. Ok, bây giờ câu hỏi kế tiếp là về bệnh trầm cảm. Bác sĩ có thể cho anh biết thêm về bệnh trầm cảm là như thế nào không? Với suy nghĩ thường xuyên của việc không muốn sống nữa vì cuộc đời này có quá nhiều lo âu. Hoặc có thể em quá yếu đuối vì sinh ra trong một gia đình thật sự không hạnh phúc. Dù ba mẹ em vẫn còn đầy đủ và cuộc sống này khiến em nhiều gánh nặng và suy nghĩ cho gia đình. Em là con gái nên cảm thấy mình không đủ sức tiếp tục được nữa. Xin chào em, tôi không nói tên, cũng không nói tuổi, cũng giống như thông tin cá nhân của em ở đây. Tôi chỉ muốn chia sẻ với em là bệnh trầm cảm là một bệnh rất là thông dụng. Không chỉ riêng em mà rất là nhiều sinh viên tại Việt Nam đang mắc cái bệnh này, và thậm chí sinh viên tại Mỹ, và thậm chí chúng ta, cho dù như thế nào, chúng ta ít nhất sẽ bị trầm cảm một lần trong đời. Thành ra em sẽ thấy là có nhiều người bị chứ không phải chỉ riêng em. Và cái thứ hai là khi mà chúng ta thường xuyên, chúng ta suy nghĩ mà không muốn sống nữa, đây là một dấu hiệu rất là nguy hiểm. Tại vì khi mà bệnh nhân tôi nói là không muốn sống nữa thì tôi cho dù như thế nào là tôi đều ghi xuống đó, tại vì rất là nguy hiểm. Khi mà em gửi cho tôi cái email này, thật sự tôi rất là muốn em gặp một bác sĩ chuyên khoa tâm lý hoặc tâm thần. Tại vì bệnh trầm cảm là một cái bệnh hoàn toàn có thể chữa trị được.
Khi mà chúng ta dùng thuốc, chúng ta trị liệu tâm lý, chúng ta nói chuyện thì hoàn toàn chúng ta có thể chữa được. À, em đừng có quá suy nghĩ như vậy, hoặc là cái quan trọng nhất là em cần phải gặp bác sĩ trước, nói chuyện trước, và khi mà chúng ta nói chuyện rồi, chúng ta tìm ra câu trả lời rồi thì mọi thứ sẽ đỡ hơn. Một trong những cái thứ hai trong cái bệnh trầm cảm mà tôi thường hay nói với bệnh nhân là đôi khi chúng ta viết ra cái gì đó, chúng ta ngại nói chuyện với mọi người, chúng ta không có dám biểu lộ cái tình cảm của mình, chúng ta không nói được hết, thậm chí gặp bác sĩ đi chăng nữa. Quý vị có thể tự viết nhật ký, quý vị có thể tự nói chuyện với mình, quý vị có thể viết ra những suy nghĩ của mình và có thể tư vấn một cách ẩn danh. Ví dụ như chẳng hạn như bạn đây chẳng hạn, chúng ta không biết bạn là ai, nhưng mà có thể hỏi. Thêm một điểm nữa về trầm cảm là thường thường á, có những lúc khi mà chúng ta nghĩ về trầm cảm là chúng ta nghĩ của mình thôi, nhưng bạn hãy biết là thế giới này ai cũng bị như bạn hết. Bạn sẽ thấy nó đỡ hơn chút xíu. Thật sự mà nói là ai cũng bị trầm cảm, trong đó có tôi. Chúng ta ai cũng ít nhất một lần, tại vì chúng ta buồn, chúng ta lo, chúng ta nhiều thứ khác. Thành ra bạn không cần phải quá suy nghĩ là chỉ có một mình bạn. Tôi hy vọng là bạn sẽ đỡ hơn bạn nha. Rồi, câu hỏi kế tiếp. Xin chào bác sĩ Win. Tôi tên là 3.49 tuổi. Tôi có câu hỏi xin bác sĩ giải đáp. Tôi nghe mọi người chung quanh nói mỗi đêm đi ngủ, họ thường nhắm mắt khoảng 10 tới 15 phút mới ngủ được. Cũng như nghe bác sĩ nói về giai đoạn ngủ là nhắm mắt, trằn trọc, thiếp, ngủ, ngủ say. Nhưng tôi không giống như mọi người. Từ nhỏ tới giờ khi đi ngủ, tôi nhắm mắt lại là ngủ say liền. Dù là đêm, dù nằm hay ngồi, dù mở đèn sáng hay dặn mở nhạc TV ồn ào, tôi đều ngủ được. Như vậy tôi có bệnh gì không thưa bác sĩ? Nếu như mà cô ngủ ngon và khỏe mạnh thì tôi không thấy vấn đề gì hết. Nhưng mà có cái này, nó có một cái bệnh gọi là ngủ ngày, hay còn gọi là narcolepsy. Thì bệnh này là một số trường hợp họ đang đi làm, họ nằm lăn ra họ ngủ, và nhiều khi đang đi bộ. Cái quan trọng nhất của cái bệnh ngủ ngày hoặc là mộng du là quý vị đang lái xe mà quý vị ngủ, lúc đó mới nguy hiểm. Thành ra thường thường tôi hay nói với bệnh nhân là nếu như hồi xưa giờ chúng ta ngủ giấc ngủ mà chúng ta thấy khỏe khi chúng ta tỉnh dậy, và chúng ta thấy yêu đời, chúng ta thấy mọi thứ nó giống như là chúng ta nạp lại năng lượng thì không sao hết. Quý vị có thể tiếp tục sống cái, quý vị không nhất thiết là phải ngủ giống mọi người, là phải có giai đoạn, miễn sao quý vị thấy khỏe được rồi. Nhưng cái quan trọng hơn là cái giấc ngủ của quý vị khi quý vị tỉnh dậy nó có thoải mái hay không, nó có làm cho quý vị làm việc được hay không. Ok, câu hỏi kế tiếp. Tư vấn về bệnh miễn nhiễm từ bang khác. Tôi cũng hay nhận một số câu hỏi về tư vấn bệnh ở bang khác. Hiện tại là nó có một vài vấn đề chữa bệnh khác bang. Thứ nhất là tôi có bằng hành nghề chỉ có 3 bang thôi, là California, Michigan và Florida. Thành ra có một số bệnh quý vị ở bang khác, quý vị muốn chữa bệnh, tôi cũng rất muốn chữa, nhưng mà thực tế hiện nay là có một số bệnh tôi cần phải gặp trực tiếp. Thành ra tôi xin lỗi ở đây luôn là có một số bệnh tư vấn trực tiếp thì tôi sẽ không trả lời được. Nếu như quý vị có thể gửi cho tôi một email mô tả bệnh sơ sơ và tôi có thể trả lời chung chung như trong trường hợp hồi nãy giờ, thì tôi sẵn sàng tôi giúp trong khả năng của mình. Xin cảm ơn. Rồi câu hỏi kế tiếp. Bệnh về xương. Xin chào bác sĩ, năm nay tôi 48 tuổi. Tôi có bệnh về xương, mong được bác sĩ giải đáp. Khớp ngón cái của tôi. Đây. Cả hai ngón cái khi cong xuống thì dễ dàng, nhưng khi thẳng lên thì vô cùng khó khăn và đau. Ban ngày làm việc nhiều thì ngón tay đỡ đau hơn, thẳng ngón tay cũng dễ dàng, còn ban đêm thì ngón tay rất cứng, phải dùng ngón tay khác đỡ lên thì mới thẳng lên được. Ngón tay cái của tôi không sưng, bóp vào cũng không đau, chỉ đau khi cong và thẳng ngón tay thôi. Tôi có đến bệnh viện khám thì bác sĩ chuẩn đoán là viêm khớp tay.
Về nhà tôi uống một lần thuốc thì bị nôn mửa liên tục, chóng mặt, mệt mỏi. Tôi có gặp bác sĩ xương khớp lần trước để hỏi thì bác sĩ bảo thuốc đó là nhẹ nhất rồi. Bác sĩ kê một toa khác, thuốc chống nôn, thuốc giảm đau, chống tiết axit. Tôi uống vào thì vẫn bị nôn mửa. Đi khám bệnh tiếp thì tôi bị trào ngược dạ dày thực quản. Bệnh tai không khỏi lại bị thêm dạ dày. Hiện nay tôi đang điều trị trào ngược dạ dày thực quản, tai tôi vẫn đau mà không dám uống thuốc đau nhất, sợ bị nôn mửa tiếp. Tôi nên làm gì để cải thiện khớp ngón tay của mình ạ? Xin chào cô, câu hỏi này là một trong những câu hỏi rất là khó, tại vì nhiều lý do. Thứ nhất là khi chúng ta nói về bệnh xương, bệnh khớp, viêm khớp tai thì chúng ta có xét nghiệm, chúng ta xem rằng là cơ thể chúng ta có bị viêm hay không. Có một số xét nghiệm ví dụ như là rheumatoid factor hay là anti-CCP, là những cái bệnh mà khi mà chúng ta xét nghiệm như vậy. Cái thứ hai là khi mà cái ngón tay chúng ta mà bị co như vậy và không kéo được, chúng ta phải kéo nó ra như vậy, kéo nó ra như vậy mà chỉ bị hai ngón cái thôi mà những bị không những ngón khác, thì tôi muốn hỏi là cô làm nghề gì? Có một số bệnh nhân họ đánh bài, quý vị biết không, đánh bài chuyên nghiệp đó, họ dùng cái ngón tay cái rất là nhiều. Có một số người họ dùng cái ngón tay rất là nhiều, và khi mà chúng ta dùng nhiều như vậy thì nó có một cái con lăn ở đây, và cái con lăn đó nó bị viêm đi, chúng ta không có kéo ra được. Thành ra trong một số trường hợp nó gọi là trigger finger, giống như thay vì ngón cái chúng ta bị như vậy, và mỗi lần như vậy chúng ta phải kéo nó ra như vậy. Ở hai trường hợp này, một trong những cái cách mà tôi hay làm cho bệnh nhân là về đêm là chúng ta đeo một cái screen để kéo nó ra để cho không có bị ảnh lợi. Và cái thứ hai là chúng ta tập vật lý trị liệu. Vật lý trị liệu cho những ngón tay này rất là hiệu quả nếu mà chúng ta tập vừa phải. Và cái thứ ba là chúng ta có thể bắt đầu uống thuốc giảm viêm, ví dụ như NSAID, những cái thuốc nhẹ. Trong trường hợp quý vị bị đau bao tử, chúng ta có thể uống cái loại mà kháng viêm, mà ví dụ như là celecoxib. Đây là những cái thuốc mà có thể khiến cho chúng ta bớt viêm nhưng mà không ảnh hưởng tới bao tử. Nói tóm lại, trong trường hợp của cô có thể quay trở lại gặp bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp của mình và đề nghị thử kiểm soát đau, tập vật lý trị liệu, và cái quan trọng hơn là giảm cái công việc của mình nếu mà công việc đó ảnh hưởng tới cái khớp của cô. Xin cảm ơn cô ạ. Alright. Câu hỏi kế tiếp từ Sài Gòn. Để tôi xem có ai hỏi chúng ta đi chưa. Xin kính chào Phó giáo sư bác sĩ. Tôi đã theo dõi một số hoạt động và bài nói chuyện của bác sĩ, đặc biệt là loạt bài từ kiến trúc sư thành bác sĩ, mặc dù mong chờ có bài chi tiết hơn trên Facebook. Nhưng dịp bác sĩ có buổi livestream vào ngày 2 tháng 1. Ok, câu hỏi như thế này. Ở trước mắt, chú ơi, bác ơi, bác chú có thể theo dõi cái bài viết của con trên Facebook. Con sẽ hy vọng năm sau sẽ xuất bản cuốn sách này nha. Con đang trong giai đoạn hoàn thiện đó. Câu hỏi là tôi có đứa con trai đang học lớp 9 tại Michigan. Hiện tại cháu có quốc tịch Việt Nam. Cháu rất muốn học y khoa tại Mỹ. Xin hỏi không có quốc tịch thì có được thi vào đại học y ở Mỹ không? Thứ hai, có quốc tịch thì có thuận lợi hay không? Cháu cần chuẩn bị gì trong thời gian học high school để việc thi y bớt khó khăn hơn? Những sai sót hay gặp trong việc chuẩn bị hoặc khi thi vào đại học y ở Mỹ. Xin cảm ơn chú đã hỏi những câu hỏi rất thú vị. Đầu tiên nhất, không có quốc tịch thì có được thi vào đại học y khoa Mỹ hay không? Câu trả lời là được. Có nghĩa là chúng ta là sinh viên quốc tế, chúng ta vẫn có thể nộp đơn xin vào trường y khoa Mỹ. Tuy nhiên, tôi nói cái tuy nhiên này như thế này. Phần lớn là trên 90% trường y của Mỹ sẽ không nhận sinh viên quốc tế. Nó có nhiều lý do. Tại vì thứ nhất là ngành y khoa ở Mỹ nhắm vào việc đào tạo bác sĩ cho nước Mỹ. Cái thứ hai là có rất nhiều sinh viên y khoa quốc tế
khi được vào trường y rồi thì dĩ nhiên họ sẽ được vào nội trú. Và khi được vào nội trú chuyên khoa rồi, họ có thể đi làm tại Mỹ và họ sẽ ở lại. Thật sự có nhiều vị học từ Việt Nam hoặc là Trung Quốc học giỏi, gia đình có điều kiện, thì đây là các cách rất là chính thức để ở lại Mỹ, tại vì nước Mỹ đang cần bác sĩ. Như vậy trong khoảng chừng 10% trường y nước Mỹ mà nhận sinh viên quốc tế, thì tôi cũng nói trước với chú là những sinh viên này phải học rất là giỏi. Có nghĩa là người bình thường muốn vào trường y nó đã khó rồi, thì sinh viên quốc tế sẽ còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tại vì và cái thứ hai là tài chính của gia đình phải mạnh. Tại vì một năm học y nếu mà là sinh viên quốc tế ít nhất là 70-80 ngàn, 4 năm cũng tiêu tốn khoảng 300-400 ngàn, tính thêm những chi phí khác. Và chưa kể là quá trình đầu tư rất là dài, ít nhất là 4 năm đại học, 4 năm trường y cộng thêm 3 năm. Nhưng mà khi mà ra nội trú thì được trả lương thì không không lo nữa. Nhưng mà ít nhất là từ 8 tới 10 năm đóng tiền và học cực lực. Có nghĩa là cha mẹ phải làm cực lực để con có tiền, mà sinh viên cũng phải học cực lực để được nhận vào trường y. Có quốc tịch thì có thuận lợi không? Một câu trả lời là chắc chắn rồi. Tại vì như tôi nói lúc nãy là phần lớn trường y ở Mỹ được tạo ra để cung cấp và đào tạo bác sĩ cho công dân của mình. Cháu cần chuẩn bị gì trong thời gian học high school để việc thi y bớt khó khăn hơn? Việc thi y khoa, cái quan trọng nhất là cháu có thích hay không đã. Tại vì hiện tại cháu mới lớp 9 thôi, thì tôi không có biết là từ lớp 9 tới lớp 12 cháu có thay đổi ý định gì hay không. Và cái quan trọng nhất là rất là nhiều người cha mẹ muốn con cái mình học y, nhưng mà chưa chắc con mình họ muốn học y khoa, có thể họ muốn học một ngành khác. Thế là tôi luôn để cái option đó, để cái lựa chọn đó mở rộng cho các em. Cái quan trọng nhất tôi muốn là tôi nghĩ các em bây giờ, các cháu bây giờ học lớp 9 đó, là học những gì mà cháu thích. Ví dụ như là học về nghệ thuật, về hội họa, hay về những cái gì mà thật sự nó thú vị. Và khi mà chúng ta học như vậy, thì nếu mà em thực sự thích về khoa học, về science, thì chúng ta từ từ chúng ta hướng vào. Tóm lại câu trả lời ngắn gọn là cần chuẩn bị gì trong thời gian học high school, thì học thiệt là giỏi thôi. Cái thứ hai có thể giúp đỡ là trong thời gian đó chú có thể gửi cháu tới những văn phòng bác sĩ tại Mỹ này, để cháu có thể gọi là shadowing, là theo bác sĩ để biết cái nghề bác sĩ như thế nào. Phòng khám của tôi thỉnh thoảng cũng nhận một hai em high school student, thì một tuần hay một tháng gì các em lên đây đi theo tôi để khám bệnh và để coi cái nghề y nó như thế nào. Thì cái quan trọng nhất tôi nghĩ là em hay là cháu phải biết cái nghề của họ như thế nào, bác sĩ làm việc như thế nào trước khi họ quyết định. Tại vì cái việc mà học y là học cả đời và rất là khó khăn. Và tôi nghĩ là tạo cơ hội cho các em, các cháu từ từ tìm hiểu. Câu hỏi cuối cùng là những sai sót hay gặp trong quá trình chuẩn bị hoặc khi thi vào đại học y ở Mỹ. Cái sai sót thường nhất mà tôi thấy là các em thi điểm MCAT không tốt. Tại vì MCAT là một kỳ thi cực kỳ quan trọng. Và khi mà chúng ta thi vào, đây là một kỳ thi quốc gia, thành ra khi mà chúng ta thi và chúng ta lại không có chú ý đầu tư học cho kỹ. Nhưng cái thứ hai là điểm đại học. Rất là nhiều bạn học đại học mà quên mất là cái điểm trung bình này sẽ đi theo bạn cả đời. Tại vì sao? Tại vì nếu mà chúng ta bị, tôi nói ví dụ thôi, các em mà tốt nghiệp điểm thấp, thường 3 chấm thôi hoặc là 2 chấm mấy, muốn sửa lại cái điểm đó rất là vất vả để sửa. Tại vì chúng ta phải lấy thêm mấy lớp nữa, thậm chí cả chục lớp mà điểm E 4 chấm mới kéo lên được 3.5, có nghĩa là cộng cả hai bên mới được có 3 chấm mấy. Như vậy cái sai lầm thông dụng nhất của các em muốn học y tại Mỹ là lơ đãng cái việc học đại học. Tại vì các em nghĩ là lấy mấy lớp tùm lum, lấy mấy lớp không sao hết, nhưng mà chỉ cần một con C thôi là các em vất vả phải lấy mấy chục con E để mà bù lại. Một con B cũng phải vất vả ít nhất là 5-6 con E để kéo lên. Thành ra sinh viên của tôi lúc nào tôi cũng nói là học high school hay là college là cố gắng lấy E nhiều chừng nào tốt chừng đó. Tại vì một khi đã có một con B hay một con C rồi, vất vả lắm để kéo lên. Ok, rồi cảm ơn, rất cảm ơn chú nhiều ạ. Câu hỏi kế tiếp là bác sĩ, em muốn hỏi bác sĩ, mấy năm nay em đi xét nghiệm máu đều có thiếu sắt.
Em có uống thuốc bổ sung sắt nhưng xét nghiệm hàng năm vẫn thiếu. Vậy em có nên đổi thuốc khác không ạ? Em có một người thân bên mắt phải bị giật mấy năm rồi, mới đầu nhẹ sau bị nặng giật xuống mèn thỉnh thoảng. Ok, có nghĩa là em hỏi hai câu một câu cho em và sau đó cho người. Đầu tiên nhất, nếu mà chúng ta thiếu sắt mà uống bổ sung sắt mà xét nghiệm hàng năm vẫn thiếu, như vậy chúng ta phải coi lại. Tại vì thật sự đầu tiên nhất là có cái chẩn đoán thiếu sắt có đúng hay không, và nếu như cái chẩn đoán thiếu sắt là đúng dựa vào một số xét nghiệm, thì cái thứ hai là xem cái việc chúng ta uống thuốc là uống một loại hay là mấy loại. Tại vì sắt trên thị trường có nhiều dạng, và bất kỳ cái loại sắt nào thường thường là uống vào bao tử chúng ta dễ bị sót, thành ra nhiều khi chúng ta quên. Hoặc chúng ta với cái thứ ba nữa là nếu như mà chúng ta thử, ví dụ như ăn rau cải, ăn đồ ăn có nhiều chất sắt như là rau muống chẳng hạn, hoặc là thịt bò, ăn những cái đó, thay đổi chế độ dinh dưỡng, kiểm tra lại lab, thử thuốc và hỏi bác sĩ của mình. Ok, chúc chị thành công. Rồi, câu hỏi kế tiếp nữa về bệnh khớp. Tôi bị khớp 22 năm. Tôi không biết là bác này bao nhiêu tuổi, hiện đã thay hai khớp gối. Khớp trái thay đã được 8 năm, khớp phải 1 năm rưỡi. Hàng ngày đều đi bơi biển đi lại bình thường, nhưng hai chân bị teo dần và nhỏ hơn trước. Mong bác sĩ tư vấn và giải đáp giúp tôi. Dạ chào bác, nếu bác bị khớp 20 mấy năm rồi mà hiện tại bác vẫn đi biển đi lại bình thường nhưng hai chân bị teo dần, thì con nghĩ bác cứ tiếp tục như vậy. Chân nó nhỏ hơn tí xíu mà không sao hết. Cái quan trọng của bệnh lý về khớp là cái chất lượng cuộc sống. Có nghĩa là nếu như quý vị làm được cái gì lúc trước quý vị làm mà quý vị bây giờ vẫn làm được sau khi thay khớp, thì tôi nghĩ là thành công rồi. Tại vì cái khớp giống như cái bánh xe vậy, khi mà nó mòn rồi chúng ta chỉ còn cái khung xe chạy trên đường thôi, thì chúng ta phải thay bánh. Mà thay bánh rồi mà chúng ta chạy lại được thì tôi ok rồi. Cảm ơn bác nhé. Rồi một bác khác. Xin chào bác sĩ Vinh, xin cho phép hỏi phụ nữ trên 50 tuổi đã bị u xơ tử cung, hiện tại không còn chu kỳ kinh nguyệt, có thể uống sữa đậu nành hay không? Hay có thể thay thế kích thích tố nữ tự nhiên bằng cách nào? Và thêm một câu nữa là, bây giờ tôi trả lời câu này trước. Đầu tiên nhất là nếu mà thường thường phụ nữ 50 tuổi, đa số sau 50 tuổi thì đa số đi vào giai đoạn mãn kinh. Đối với nữ giới, estrogen là một cái hormone cực kỳ quan trọng. Nó có nhiều lý do mà người ta gọi estrogen là hormone của sự sống. Tại vì là một cái hormone mà nó làm cho vẻ đẹp của người phụ nữ, đường cong, nhiều thứ khác. Và cái quan trọng hơn á, là nó làm cho người phụ nữ khỏe mạnh, tại nó bảo vệ xương, bảo vệ tim mạch. Thì khi chúng ta thiếu cái này rồi, nhiều lý do, hoặc là chúng ta đến giai đoạn mãn kinh, hoặc là chúng ta bị u xơ tử cung mà chúng ta phải cắt bỏ tử cung hay buồng trứng, thì cái hormone chúng ta bị thấp đi. Tuy nhiên cái việc mà hiện nay có một số phương pháp tự nhiên, ví dụ như sữa đậu nành, tại vì trong đó có nồng độ estrogen. Nhưng mà cái quý vị cần phải biết là như thế này, có những thứ chúng ta tưởng là chúng ta uống vào nhưng mà quý vị có thể bệnh về bệnh đau bao tử, quý vị có thể bệnh về bệnh tiêu hóa khiến cho cái khả năng hấp thụ của việc không có tốt. Và cái thứ hai nữa là dùng estrogen một cách không tự nhiên, ví dụ như tiêm hoặc là uống thuốc, nó cũng có một số tác dụng phụ. Thành ra câu trả lời của tôi trong trường hợp của quý vị là quý vị nên quay trở lại hỏi với bác sĩ của mình và thảo luận xem, bằng cách có một cái kết quả xét nghiệm tổng quát mình thiếu cái gì, mình có thật sự thiếu kích thích tố nữ hay không. Và cái quan trọng nhất là gì? Là cái triệu chứng của mình như thế nào. Ví dụ như là khi người phụ nữ 50 tuổi mà họ mãn kinh rồi, ở dưới âm đạo họ bị khô, họ cần chúng ta phải dùng kem chúng ta sức vào, hoặc là chúng ta dùng những cách mà chúng ta cải thiện cái triệu chứng. Cái quan trọng nhất tôi nói luôn, chăm sóc sức khỏe của mọi người là cái triệu chứng của mình như thế nào. Nếu quý vị khó chịu, chúng ta tìm cách hiểu lý do tại sao. Như vậy thì mời cô quay trở lại gặp bác sĩ của mình nha, và xem thử mình có thiếu hay không, và nếu thiếu thì có một số biện pháp uống thuốc. Cái quan trọng nhất là hiểu cái rủi ro khi uống thuốc hoặc là chích, tại vì
uống thuốc hoặc là chất hormone hoặc là kích thích tố nữ, nó có những tác dụng phụ. Một trong những tác dụng phụ mà nguy hiểm nhất là tôi nói đây là bị đông máu, và cái thứ hai là có một số ảnh hưởng tới tim mạch. Quý vị nhớ hỏi bác sĩ của mình. Câu hỏi khác là phụ nữ 42 tuổi tự nhiên thấy tê nửa mặt ngày trước, ngày sau tê qua, miệng méo sệt, mặt xệ xuống, mắt không khép lại được, nhập viện tại Đức. Bác sĩ bảo không bị tai biến, uống thuốc và hẹn lấy tỷ cuộc sống, xin hỏi đây là bệnh lý gì? Well, nó có nhiều lý do khiến cho một bệnh nhân nữ giới 42 tuổi bị những triệu chứng trên mặt. Theo như mô tả của cô thì nó chỉ bên mặt và ở nửa mặt thôi. Một trong những bác sĩ, một trong những nguyên tắc đầu tiên là chúng ta nghĩ đến những cái nguy hiểm trước. Có một số quý vị xem cái này sẽ nói cái đó là Bell palsy, là một cái dạng virus vài bữa nó hết thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là người bệnh đó, cái bệnh sử của họ như thế nào, họ có thuốc hay không, họ có những bệnh lý rủi ro khác không. Thì tôi đồng ý là khi mà chúng ta nhập viện, bác sĩ nói không có bị stroke, không bị đột quỵ và những cái work up khác, thì nhiều khi nếu mọi thứ, những cái kết quả xét nghiệm nó bình thường, thì quý vị có thể nói là đây là một cái dạng virus hoặc là một cái dạng gần vài hôm nó hết thì nó gọi là Bell palsy. Nhưng mà có nên lấy tủy và có bị hại sau này hay không? Câu trả lời là tùy vào bác sĩ điều trị, tại vì tùy vào cái triệu chứng cũng như là tùy vào cái những cái yếu tố rủi ro ở thời điểm mà chúng ta đến gặp bác sĩ đó. Xin cảm ơn. Rồi câu hỏi kế tiếp. Cho tôi xin phép uống nước tí xíu nha. Ok, câu hỏi cho pre-med student. Có một số câu hỏi và một rất mong bác sĩ trả lời. Con trai tôi năm nay đang học năm thứ hai tại trường UC Davis. Cháu đã học xong General Chemistry, Calculus Math, General Biology, một cái first quarter of General Physics and Organic Chem. GPA hiện tại là 4 chấm. Xin chúc mừng cháu, học rất là giỏi. Non-clinic volunteer là 150 giờ tại một trung tâm người vô gia cư. Hiện tại đã đi thiện nguyện ở một bệnh viện dành cho cựu chiến binh 160 giờ. Làm nghiên cứu, hiện tại cháu được nhận vào làm nghiên cứu với một người đang làm PhD tại UC Davis, và làm từ 7 tới 10 giờ một tiếng, 7 tới 10 tiếng một tuần. Những cái thành tích khác là 4 năm học được scholarship của UC Regents và đang hiện tại chơi tennis. Câu hỏi là để vào được trường y khoa thì học sinh cần bao nhiêu giờ volunteer và cho lâm sàng và không phải lâm sàng? Để vào trường y khoa thì cái số giờ không quy định. Khác với trường PA là trường trở lên bác sĩ, hiện nay đang yêu cầu là 1.500 giờ. Thường trường y khoa thường, nhưng mà thường thường nếu mà chỉ có một vài giờ thì dĩ là mình sẽ không tính. Thì cái cách mà tôi đi nghĩ đơn giản là 40 giờ volunteer là một tuần full time. Thì nếu mà chúng ta làm được 160 giờ có nghĩa là 4 tuần, có nghĩa là một tháng, có nghĩa là cũng khá khá làm full time nếu mà chia ra. Như vậy thì thường thường tôi nói sinh viên của tôi là ít nhất là 200 giờ trở lên. Tại vì ở cái giờ đó, cái quan trọng nhất là cái người viết thư giới thiệu cho con của chị. Tại vì sinh viên mà tới làm ở phòng khám tôi, ví dụ một tuần đến một lần, volunteer một tuần một lần, và phải volunteer ít nhất là khoảng một vài tháng thì tôi mới biết cái cô đó hay cái anh đó như thế nào, thì tôi mới viết thư giới thiệu được. Là cái quan trọng nhất là khi mà bây giờ em đã có bao nhiêu giờ volunteer, nhưng mà khi mà chúng ta xin thư giới thiệu, tại vì tôi đoán là sẽ có ba thư giới thiệu, từ một là làm về nghiên cứu, một là làm ở bệnh viện, và một là ở cái trung tâm người vô gia cư. Thì ở những cái trung tâm này, cái quan trọng nhất là bây giờ có số giờ này, theo như tôi thấy là đã đủ để mà viết thư giới thiệu rồi, nhưng mà em cần phải có đủ giờ. Câu hỏi thứ hai, nếu volunteer trong
methodology department thì có bị medical school nói là chọn volunteer nơi nhàn hạ hay không. Cháu được bác sĩ cho tiếp xúc với bệnh nhân và chuẩn bị các equipment cần thiết để cho làm sinh thiết da. Câu trả lời là không. Khi mà chúng tôi nhìn thấy hồ sơ của sinh viên xin vào trường y thì chúng ta không bao giờ đánh giá là họ chọn volunteer nhà hay không. Tại sao? Tại vì khi mà chúng ta phỏng vấn, chúng ta sẽ hỏi một cái em sinh viên chọn volunteer công việc nhàn hạ, tôi sẽ biết được chỉ cần qua một vài câu hỏi thôi. Cái quan trọng nhất là không có nhất thiết phải làm ở những cái nơi đầu sóng ngọn gió, ví dụ như là mổ hay làm gì. Quý vị, con em có thể quý vị làm ở những cái công việc nhìn tưởng rất là nhàn, nhưng mà khi em hay là cháu viết cái thư, cái bài luận của mình, chúng ta mô tả công việc một cách chi tiết, và cái quan trọng hơn là thậm chí công việc nhàn nhưng mà cũng sẽ có những cái khó khăn. Cách tôi nhìn là ở đâu cũng có khó khăn hết, và nếu mà em mô tả công việc tốt thì sẽ rất là ấn tượng. Con trai chị không thích làm leadership, như vậy apply cho medical school có bị ảnh hưởng không? Wow. Cái câu hỏi là thú vị này. Tại vì sao? Tại vì làm nghề bác sĩ, cho dù quý vị có muốn hay không là nó đã là leader rồi. Tại vì ở một cái team đơn giản nhất là có bác sĩ dược sĩ với y tá, thì bác sĩ phải là cái người lead cái team đó. Và cái tin mừng là kỹ năng làm lãnh đạo là một kỹ năng có thể học được, và trường y khoa hay là trường nội trú hay là bệnh viện nội trú sẽ dạy cho con của chị. Thành ra nếu mà con trai chị không thích làm leadership thì cũng ok, nhưng mà trước sau gì ngành y khoa, nhất là bác sĩ, ở công việc bác sĩ thì phải là leader. Xin bác chị cho ý kiến con chị có cần phải làm thêm những volunteer hay research hay bất kỳ gì nữa để hoàn thiện cho medical school application. Hiện tại tôi thấy như vậy là ok rồi. Cái quan trọng nhất của con của chị là gì? Là cái thư giới thiệu, và cái thứ hai nữa là cái bài luận, personal statement, rất là quan trọng. Và cái thứ ba là đi phỏng vấn. Chị và con trai chị có lên SDN Pre-Med Forum thì mọi người nói là không nên học ở trường North California Medical School vì đây là trường for-profit medical school. Xin bác thì có thể giải thích sự khác biệt giữa non-profit và for-profit medical school. Hiện tại trường y khoa tại Mỹ phần lớn là non-profit, nhưng mà có một số trường thành lập sau này, đặc biệt là những trường DO, DO là Doctor of Osteopathy, là họ focus hoàn toàn vào cái chuyện kinh doanh. Thì ở một góc độ, một cái người làm kinh doanh, tại tôi cũng là một doanh nghiệp, thì tôi nhìn đơn giản là trường y đó cung cấp cho con chị một cơ hội trở thành bác sĩ, và con của chị có quyền chọn mình đi cái trường đấy không. Nếu mà học phí nó cao quá, nếu mà chúng ta được chọn một trường y khoa mà trường công học phí rẻ hơn, thì lúc nào mình cũng nên chọn cái trường học phí rẻ hơn. Nhưng mà sẽ có những cái lựa chọn rất là khó trong cuộc đời, là chúng ta sẽ không có được nhận vào những trường y công lập, ví dụ như là UCLA chẳng hạn, rất là khó. Mặt khác thì USC là một trường y tư nhân, học phí một năm cũng 50-60 ngàn, cũng mắc giống như là trường North California vậy. Có nghĩa là trường tư tại Mỹ lúc nào cũng mắc, và đó là một cái cơ hội để con em chúng ta trở thành bác sĩ. Như vậy thì quý vị chọn cái cơ hội đó, quý vị có thể một là ráng học thiệt là giỏi để xin vào trường công. Cái thứ hai là nếu mà trường tư mà cho mình cơ hội thành bác sĩ thì tôi không nghĩ là cái đó là nó tệ tí nào. Chắc là quý vị ở đây đã nghe nói là trường y khoa ở vùng Caribbean, đây là những trường hoàn toàn đi kiếm tiền thôi. Tại vì sao? Tại vì những trường này họ focus 100% là đi kiếm tiền sinh viên. Trong khi những trường y tại Mỹ, tôi nói ví dụ thậm chí North California Medical School hay là bất kỳ cái trường y nào khác, DO chẳng hạn, họ bắt buộc phải có những chương trình nghiên cứu, bắt buộc phải có những chương trình liên kết với bệnh viện để đào tạo bác sĩ. Tại vì trường y khoa tại Mỹ phải trải qua một cái quá trình kiểm định rất là ngặt nghèo, như tôi nói lúc nãy là do một tổ chức tên là LCME. Thì cái tổ chức này là chuyên đi vòng vòng nước Mỹ và kiểm định chất lượng của trường y. Bất kỳ trường y nào tại Mỹ mở ra phải được phép của LCME mới được nhận sinh viên. Xin cảm ơn chị đã đặt những câu hỏi rất thú vị về học ngành y tại Mỹ.
Ok, câu hỏi kế tiếp. Tôi năm nay 67 tuổi, gần đây tôi bị đau răng ở cổ và càm. Quay cổ tay cũng kêu, đánh cổ đụng chỗ nào cũng kêu. Tôi đến bác sĩ nhiều lần ở đây nhưng họ không tìm ra cách gì mặc dù họ cho tôi uống vitamin D và calcium. Có cho tôi đi đo độ loãng xương nhưng chưa có dấu hiệu gì vì tôi bị mổ tử cung ở buồng trứng vào năm 45 tuổi. Và sau đó họ cho tôi uống estrogen và autogestin. Tôi có nên tiếp tục không vì autogestin giúp tôi ngủ? À, tôi có cảm tưởng hai cái sụn ở cổ không còn chắc nhận. Xin bác sĩ cho tôi một lời khuyên. Dạ, chào bác. À, thường thường á, khi mà chúng ta bị đau cổ, đau càm và ở tuổi 67, một trong những cái lý do đầu tiên mà chúng ta hay nghĩ tới là chúng ta bị thoái hóa cột sống cổ. Chúng ta cũng có thể bị một cái hội chứng gọi là gai cột sống. Và khi chúng ta bị thoái hóa thì cái sụn giữa những cái đốt sống của chúng ta có một cái đĩa, và trong cái đĩa đó khi chúng ta còn trẻ thì có nhiều nước, mà khi chúng ta lớn rồi thì chúng cái đĩa nó khô đi, thành ra hai cái sụn nó gần với nhau hơn. Và khi nó gần với nhau hơn thì nhiều khi chúng ta đau, và cái cảm giác quay cổ tay hoặc là đau như vậy, rất là nhiều thứ quý vị kêu nó nghe thật sự nó không liên quan gì tới cái sụn, cũng không liên quan tới thiếu nước nhờn hết. Chúng ta nghe nó kêu như vậy thì thật sự nó có một cái nghiên cứu cách đây cũng vài năm rồi, là bẻ ngón tay cóp cóp như vậy có làm hư khớp hay không. Giống như tôi mới nói, tôi đang làm cái việc coi, tôi cũng thật sự rất là thú vị là cho dù quý vị có bẻ cả ngày chăng nữa nó sẽ không ảnh hưởng như tới khớp. Nghiên cứu rất là thú vị, tại vì cái nghiên cứu cho thấy rằng cái niềm tin tâm lý vào cái việc khớp, chúng ta cứ nghĩ gì thật sự khớp nó phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Như vậy câu hỏi của quý vị là câu hỏi của bác là tôi có nên tiếp tục hay không? Cái câu trả lời là chúng ta quay trở lại triệu chứng ở đây, có nghĩa là bác không có bị loãng xương nhưng mà bác bị đau cổ tay rồi, hiện tại bác đang uống thiếu thuốc thuốc như vậy. Khi mà chúng ta lớn tuổi và chúng ta dùng những cái loại thuốc lâu dài rồi mà triệu chứng chúng ta hồi xưa giờ nó đỡ mà gần đây thì triệu chứng không có kiểm soát được nữa, có hai thứ tôi muốn vị phải nói với bác sĩ gia đình. Thứ nhất là thận chúng ta yếu hơn xưa, thận chúng ta không có còn lọc tốt như xưa nữa, thành ra cái thuốc chúng ta nó sẽ ứ lại nhiều hơn. Và cái thứ hai á, là cái việc hấp thụ thuốc qua bao tử chúng ta cũng yếu hơn xưa. Thành ra một số trường hợp chúng ta nghĩ là chúng ta đã uống thuốc gì nhưng mà cái liều nó chưa chắc đủ. Thành ra có nhiều trường hợp á, quý vị lớn tuổi quý vị uống ít hơn nhưng cũng một số trường hợp quý vị phải uống nhiều hơn. Như vậy quý vị nên quay trở lại gặp bác sĩ gia đình của mình và hỏi kỹ. Cảm ơn câu trả lời, câu hỏi rất là thú vị của bác ạ. Alright, một câu hỏi khác. Question about chiropractic. Xin chào bác sĩ Vinh, tôi là ba chấm, bác sĩ tốt nghiệp được một năm từ trường Đại học Y Dược Sài Gòn. Hiện nay em đang làm việc tại viện chấn thương chỉnh hình và đang học chuyên khoa 1 về chuẩn đoán hình ảnh. Em có nghe nói ngành chiropractor rất hấp dẫn và khá thịnh hành ở Mỹ, muốn tìm hiểu xem về con đường học ngành này với một bác sĩ đa khoa tốt nghiệp ở Việt Nam. Một đầu tiên tôi muốn nói cho em nghe là chiropractor là một cái ngành thú vị, tại vì có một số nước họ không có xem chiropractor là bác sĩ, chỉ là chuyên viên xoa bóp hay là massage thôi. Cái lý do là như thế này, tại vì chiropractor tại Mỹ không có được quyền kê toa. Họ không có được làm phẫu thuật, không làm tiểu phẫu, và cái bằng hành nghề là chiropractor chứ không phải là physician. Nhưng mà họ vẫn gọi là bác doctor tại vì họ có cái bằng doctor. Và trong một số trường hợp, tôi là bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp và giảm đau, và tôi cũng có một số bạn là chiropractor thì họ làm cũng rất là tốt trong cái việc chữa cột sống. Nhưng mà cái nghề chiropractor rất hấp dẫn thì tôi không chắc, tại vì chính những người bạn này nói tôi nghe bây giờ có nhiều chiropractor học ra rất là khó kiếm việc. Thứ hai, lương trung bình cũng không phải là cao, khoảng chừng mấy chục ngàn cho tới hơn 100 ngàn một năm thôi. Bạn có thể search trên mạng về lương của chiropractor. Và cái thứ ba đó là học chiropractor rất là nhanh, thường thường là 4 năm đại học thêm 4 năm chiropractor là xong, không có cần phải làm nội trú, và đầu vào của chiropractor cũng dễ hơn.
nếu mà so với trường y khoa không cần phải thi MCAT, điểm trung bình đại học cũng rất là cũng ok, không 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 có phải là quá cao. Như vậy đây là những thông tin về character. Và các cá nhân tôi nghĩ là character là một trong những cái team member, có nghĩa là cũng là một thành viên trong cái ngành sức khỏe. Và tôi đều trân trọng như những cái chuyên khoa khác, miễn là cung cấp dịch vụ sức khỏe tốt cho bệnh nhân của tôi. Rồi, ok, ba câu hỏi nữa. Gần đây xin chào bác sĩ, trong vòng 5 năm, trong vòng 5 tháng qua, khi mà tôi đi ngủ á, thì cái chân của mình ấm, nhưng mà khi thức dậy thì chân nó lạnh. Và bây giờ thì thức dậy thì cả thân thấy lạnh hết. Lúc nào trong nhiệt độ trong phòng của tôi cũng đặt là 75 độ, các xét nghiệm khác là bình thường. Khi mà chúng ta ngủ và chúng ta thức dậy mà chúng ta cảm nhận nóng và lạnh đó, nó có nhiều yếu tố. Thứ nhất, tôi cũng không biết là chú bao nhiêu tuổi và giới tính như thế nào, thành tôi trả lời chung chung thôi. Cơ thể chúng ta rất là diệu kỳ, quý vị biết không? Chúng ta có một cái máy nhiệt độ, nó gọi là thermostat, để giống như là chỉnh nhiệt độ của chúng ta vậy. Khi chúng ta quá lạnh, chúng ta cơ thể lập tức báo cho cái máy, nó báo cho chúng ta biết là chúng ta đang lạnh, thì chúng ta phải vận động nhiều hơn, chúng ta ăn nhiều hơn, chúng ta dùng mọi thứ để chúng ta tích tụ năng lượng. Khi mà chúng ta quá nóng thì cơ thể sẽ giảm tiết cách để mà đưa cái năng lượng ra ngoài. Thì trường hợp những bệnh nhân như thế này khi mà gặp tôi thì chúng ta sẽ làm xét nghiệm máu để kiểm tra thử xem là có vấn đề nào về tuyến giáp hay không, cái thyroid hoặc là những cái rối loạn khác về nội tiết tố, và cái đó là những cái rối loạn khác về mạch máu, và cái quan trọng hơn là những bệnh mãn tính như tiểu đường chẳng hạn. Tại tiểu đường khi mà bệnh không kiểm soát có thể làm ảnh hưởng tới những mạch máu, khiến mạch máu bị vỡ, và rất là nhiều bệnh nhân tiểu đường khi mà họ ngủ thì chân họ bị thấy lạnh. Ok, nó tóm lại là chú đi gặp bác sĩ gia đình và tìm hiểu kỹ hơn nha. Câu hỏi kế tiếp đó là bệnh thoái vị địa điểm cổ. Tôi xem thử. Wow, còn thêm hai câu nữa. Em là ba chấm đang sống ở Sài Gòn, Việt Nam. Em có câu hỏi về bệnh thoái vị địa điểm cổ, rất mong nhận được lời khuyên của bác sĩ. Em có người bạn bị đau cổ và vai và đi vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình ở Sài Gòn, kết quả là bị thoái vị địa điểm cổ. Hiện tại anh ấy rất đau và ngủ sớm. Hỏi một số câu hỏi như sau. Bạn ấy có gửi cho kèm cho tôi cái kết quả chụp MRI. Tôi không thấy rõ lắm, nhưng mà để tôi trả lời chung chung. Bệnh này có nguy hiểm tới tính mạng hay không? Câu trả lời là tùy vào cái mức độ bị thoái vị. Tại vì nhất là cột sống cổ chúng ta, nếu mà thoái vị một vài mm, các bạn như trong trường hợp cái MRI tôi đọc thì không có sao, nhưng mà khi mà chúng ta bị thoái vị nhiều quá thì cái đĩa nó trượt, và cái đĩa nó thoái vị là đi ra khỏi cái vị trí, đó là cái từ thoái vị đĩa, cái đĩa ra khỏi cái vị trí của giữa hai cái xương, tại vì nó ép như vậy cái đĩa nó lệch ra. Khi mà cái đĩa đó nó bị lệch nhiều quá và nó cứng vào cái dây thần kinh, cứng vào dây thần kinh cột sống, nó có thể làm chúng ta bị liệt và ảnh hưởng tới tính mạng. Như vậy câu trả lời là tùy vào cái độ. Và thứ hai là bệnh này sau khi uống thuốc có hết hẳn hay không, hay dễ bị tái phát. Chữa thoái vị cột sống là một trong những bệnh khó nhất, tại vì hai lý do. Thứ nhất là chúng ta phải tập vật lý trị liệu để tập cho cơ thể quen với cái việc mà cái đĩa đó bị thoái vị, bị ra khỏi vị trí đó. Thứ hai là uống thuốc giảm đau. Và cái thứ ba là kiểm soát xem có những bệnh khác hay không, như bệnh tiểu đường, cao huyết áp, bị béo phì, hay là cái vận động. Đó là những cái mà chỉnh lại, giống như là chúng ta đang đi xuống một con đường dốc như vậy. Thì khi mà chúng ta chữa bệnh thoái vị địa điểm, chúng ta bằng cách nào đó hạn chế nó đi xa hơn nữa, đừng có cho nó trượt thêm nữa.
cách phòng ngừa, ăn uống các bài tập nào phù hợp, cách sinh hoạt để hạn chế bệnh tái phát. Thì về cách phòng ngừa đơn giản nhất của cái bệnh này là không có tăng cân, tập vật lý trị liệu, tập thể dục vừa phải và liên tục. Quý vị nhớ khi mà chúng ta bị thoái hóa cột sống hay là thoái vị, một trong những cái quan trọng nhất là tập vừa phải và liên tục. Tại vì khi mà chúng ta lập liên tục như vậy khiến cho cơ thể chúng ta quen, và như vậy cái việc mà bị thoái vị cột sống, từ từ cơ thể sẽ hiểu giống như một cái phần bình thường của cơ thể và chúng ta sẽ bắt đầu. Câu hỏi cuối cùng là sinh vào nội trú tại California. Xin chào bác sĩ, xin phép cho em hỏi về điều kiện cần và đủ để có thể làm nội trú tại California khi em là IMG, là International Medical Graduates, là những bác sĩ đã tốt nghiệp tại Việt Nam hay là bất kỳ bác sĩ nào tốt nghiệp tại nước ngoài đều là IMG. Điều kiện cần và đủ để có nội trú tại Hoa Kỳ tại hay là California rất là dễ. Em nộp đơn vào chương trình nội trú ERAS Residency và được nhận. Vậy thôi. Cái quan trọng nhất tôi nói ví dụ như là điểm thi step 1 phải rất là cao. California là một trong những nơi mà có tính cạnh tranh cao nhất về nội trú. Cali thật sự cái gì cũng khó hết á. Tôi thấy cái khó nhất ở đây nhiều thứ lắm mà hôm nào tôi tâm sự cho quý vị nghe, cái khó nhất là những bác sĩ từ nước khác vô đây là xin vô nội trú còn khó hơn. Thành ra cái miễn là em nộp đơn, em được nhận thì em sẽ được thôi. Điều kiện thì nó cũng không có gì là quá. Cái điều kiện thì dễ rồi, nhưng cái quan trọng nhất là điểm thi của em như thế nào. Ok, như vậy thì tôi vừa trả lời 24 bức thư gửi về cho askdrwin@vietmd.net. Phần còn lại của chương trình là trong vòng một vài phút nữa, tôi sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi trên YouTube. Tôi xin phép được trả lời những bạn hỏi trên YouTube channel của Đài Hoàng Pháp. Bài nói chuyện là cách chữa trị mụn và nám. Hôm tôi nói chuyện tại Hiền Như Tỉnh Thức vào ngày 2 tháng 12. Bạn Đào Xuân Thúy, tại vì bạn đã post thông tin này trên mạng này, tôi sẽ đọc tên này luôn tại vì mọi người sẽ thấy hết. Mình bị mụn từ khi dậy thì, đã từng không dám soi gương, mất tự tin khi ra ngoài gặp bỡ bạn bè, xấu hổ khi ai đó nhìn. Mình đã chữa rất nhiều cách, ai bảo gì mình cũng làm theo. Bây giờ đọc hết tôi mới biết là bạn hướng dẫn một cách để mà chữa mụn dựa vào trường hợp của bạn. Thì tôi thấy là cái ý của bạn là nặng mụn, giữ vệ sinh, uống nhiều nước, tập thể dục. Vâng, đồng ý luôn. Chỉ đơn giản như thôi, không có gì phức tạp thì nhưng mà cái quan trọng nhất là khi mà các bạn chữa mụn mà các bạn phải nhớ như thế này là giữ da sạch, nhưng mà phải giữ ẩm nữa nha. Rồi. Làm sao trị tàn nhang? Làm sao trị tàn nhang? Có nên đốt không bác sĩ? Tàn nhang hay đờn mồi là một trong những thay đổi về hắc tố da mà nó có tính mãn tính. Mời chị theo dõi bài nói chuyện của tôi vào 2 tuần nữa nha, tại Hiện Như Tỉnh Thất vào ngày 13 tháng 1 lúc 8 giờ chiều tối. Tôi sẽ nói chi tiết hơn về cách chữa trị mụn và nám. Ok quý vị, hiện nay thì chương trình của chúng ta cần kết thúc và tôi rất là mừng là tôi đã trả lời được hết 20 mấy câu hỏi gửi về askdrwin@vietmd.net, và tôi sẽ quay trở lại trang page của Việt MD để xem quý vị hồi nãy giờ có đặt câu hỏi nào chưa. Và tôi sẽ trả lời những cái này và sau đó chúng ta sẽ kết thúc cái buổi livestream lần thứ 2 Ask Dr. Win. Vậy tôi hy vọng là quý vị thấy những câu trả lời vừa qua thú vị và giúp đỡ cho quý vị.
Ok, bây giờ chào bác sĩ Vinh, tôi từ Nha Trang, Việt Nam. Bác sĩ, cho tôi hỏi thăm. Hiện nay, những người bị cao huyết áp sử dụng đồng vòng đeo tai, theo như những nhà thuốc bán thì đeo vào để kiểm soát, hạn chế tăng huyết áp như vậy có đúng không? Đeo vòng ở tai, tôi không biết là cách nào để giảm huyết áp, nhưng mà tôi biết một cách là có một số người họ đeo để đo huyết áp thì đúng, nhưng mà để giảm thì tôi không biết là cách nào. Tại vì để giảm huyết áp, nếu mà chúng ta biết bệnh lý huyết áp thì chúng ta uống thuốc hoặc là chúng ta thay đổi chế độ ăn uống. Thành ra tôi không biết là cái vòng đó là nó mục đích như thế nào. Bác sĩ cho em hỏi, nếu mà bé bị chàm trên mặt bôi thuốc corticosteroid có nguy hiểm không? Bé được 6 tuần tuổi ạ. Làn da bé sơ sinh, nhất là một vài tuần, rất là mỏng và rất là mong manh. Thành ra khi mà chúng ta bị chàm hay còn là eczema, quý vị nhớ là quý vị kiểm soát, quý vị nhớ coi cái độ mạnh của steroids mà khi mà chúng ta xước nhiều có thể ảnh hưởng tới da, tại vì da của em bé nếu mà dùng nhiều quá sẽ bị ảnh hưởng. Hiện nay có một số cái loại thuốc gọi là non-steroid mà sức cũng rất là tốt cho trẻ em. Quý vị có thể hỏi bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ chuyên khoa da để xem có cái lựa chọn nào khác hay không. Xin cảm ơn chị nha. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ kết thúc chương trình Ask Dr. Win ngày hôm nay. Tại vì tôi xin lỗi là tôi chưa có dịp trả lời hết một số câu hỏi khác, nhưng mà thật sự tôi không ngờ lại có nhiều câu hỏi như vậy. Và tôi sẽ cố gắng trả lời hết những câu hỏi quý vị, đặc biệt là quý vị nào gửi email tới askdrwin@vietmd.net. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một cái buổi tối an lành, nếu quý vị tại California, và chúc quý vị có một buổi sáng tốt nếu quý vị tại Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị.